Mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em đang xem video. Chúc cả nhà một ngày mới thật là bình an và vui khỏe. Hôm nay heo được một người chị cho heo tới 5 kg giải luôn nè. Trái nào trái nấy nó đỏ hồng luôn, nhìn rất là ngon và rất là tươi. Và nhiều quá thì heo ăn một lần để bên ngoài ăn không hết. Cho nên hôm nay heo sẽ chia sẻ cho cả nhà cách để mà mình giữ cho giải tươi ngon lâu nha. Và trước khi bảo quản á, thì heo có chuẩn bị đây là thao nước nè. Xong rồi heo sẽ cho vào đây tầm 1 muỗng canh muối và mình sẽ pha cho nước muối nó loãng ra. Xong rồi thì heo sẽ cho những cái trái vải này nè, mình sẽ cắt ra, mình cắt từ cái trái lên tới cái cuốn mình chừa lại tầm khoảng 1 cm như vậy nè. Rồi bây giờ thì heo sẽ cắt hết như vậy luôn nha. Khi mình cắt vải mình cứ để đại xuống dưới thao nước đi, rồi mình sẽ cắt cho vải nó không bị rớt lên cao, nó không bị dập. Vải thì heo cũng đã cắt ra thao xong hết rồi. Và trong cái giai đoạn rửa qua nước muối như vậy nè, thì heo sẽ lựa ra những cái trái vải nào á mà nó bị hư, bị úng, bị dập, heo sẽ lấy ra hết. Tại vì mình để chung á thì nó sẽ bị lây á. Đây heo kiếm được một trái nó bị úng cái vỏ rồi nè. Rồi tiếp tục mình sẽ rửa lại và tìm những cái trái hư nha. Tìm hết những trái hư xong rồi á thì heo sẽ rửa lại qua nước sạch tầm khoảng 2-3 lần. Rổ vải heo đã rửa qua nước xong rồi, bây giờ thì heo sẽ lấy ra một nửa để mà mình làm bảo quản cách bóc vỏ, còn lại mình sẽ để cho ráo nước tự nhiên. Và bây giờ thì heo sẽ bóc vỏ của trái vải ra nha. Và khi bóc vỏ cả nhà nhớ nhẹ tay, mình đừng để cho cái thịt của trái vải nó bị dập, như vậy khi mà mình ăn cũng không có ngon nữa. Đã lột ra được trái đầu tiên rồi nè. Tiếp tục heo sẽ lột trái thứ hai và sẽ lột cho hết cái phần ở trong cái rổ này luôn nha. Đây là cái tô vải heo đã bóc vỏ xong và vải cũng đã để ráo nước rồi. Bây giờ heo bảo quản trước cái phần vải bóc vỏ. Đây là đường cát và đây là một cái hộp. Hộp nhựa này thì heo sẽ cho vào ở dưới đáy một tí xíu đường cát, xong rồi thì heo sẽ lấy những cái trái vải mình bóc vỏ xong rồi, mình sẽ sắp đều ở dưới cái đáy nha. Rồi cứ như vậy, cứ thao tác mình sắp cho đầy cái keo này luôn. Và xong rồi thì heo sẽ dùng đường cát, heo sẽ rắc đều lên trên mặt như vậy nè. Và với cái hộp vải này thì heo sẽ rắc tầm cỡ khoảng 2 muỗng canh nhỏ. Rồi heo cho đường vào xong hết rồi, bây giờ thì heo sẽ đậy nắp kính lại. Và cả nhà xem nè, đường nó rớt suốt, nó thấm đều những trái vải này luôn. Cách này sẽ giúp cho trái vải khi mình trả đông nó sẽ dễ tách ra và nó bảo quản được cái hương vị rất là ngon ngọt. Tiếp theo đây là cái túi zip, heo sẽ cho hết những trái vải còn lại vào hết cái túi zip này luôn. Trái vải heo đã cho hết vào túi zip rồi, bây giờ thì heo cũng sẽ dàn ra cho nó đều ra nha. Đó, nó bằng như vậy nè, nó không có bị mô cao quá. Rồi bây giờ heo sẽ để ở đây và tiếp tục heo sẽ đi bảo quản vải còn vỏ và để ráo nước. Đây là cái giấy ăn của mình nè. Heo sẽ lấy một tờ ra và heo sẽ lót ở dưới cái đáy cái hộp nhựa này. Nếu mà hộp lớn thì mình lót 2 miếng, 3 miếng miễn sao á cho cái hộp nhựa nó bị tách bởi cái lớp giấy là được hà. Rồi bây giờ heo sẽ chất vải vô một lớp như vậy nè. Cái hộp của heo hơi nhỏ cho nên heo chỉ làm mô hình thôi nha. Tiếp theo thì heo sẽ để cái miếng giấy ăn mình ló lên mặt của lớp trái vải và mình tiếp tục mình cho thêm một lớp vải nữa. Và cứ như thế, nếu như mà hộp của mình lớn thì mình ló cho đến khi nào mà đầy hộp. Hộp vải của heo đã đầy rồi, tiếp tục heo cũng sẽ lấy giấy ăn và mình sẽ lót lên trên mặt như vậy nè, cho nó kín cái lớp trái vải. Rồi mình sẽ dùng cái nắp mình đậy kín lại. Như vậy là heo đã làm xong một cách rồi. Bây giờ tiếp tục heo sẽ để ở đây và heo cũng sử dụng cái túi zip nha. Heo cũng sẽ cho trái vải vào túi zip. Và quan trọng một điều là khi mình cho những trái vải vào túi zip như vậy nè, mình chỉ nên lấy một lượng vừa đủ ăn cho một lần thôi, trong gia đình của mình vậy đó. Mình đừng cho nhiều quá nha. Và túi zip cũng đã đầy rồi, bây giờ heo sẽ đi bảo quản nha. Những cái túi zip thì heo sẽ hút chân không để cho nó đỡ tốn diện tích. Và cách hút chân không này thì heo cũng đã có cái video chia sẻ rồi. Cách hút chân không rất là dễ, từ thiên nhiên, từ nước. Mình sẽ khép cái miệng bọc túi zip lại
mình sẽ chừa một cái lỗ nhỏ ở bên để cho nó thoát không khí ra ngoài. Và thao nước của mình á, nước càng sâu á thì áp suất nước nó sẽ càng mạnh, nó sẽ đẩy cái hơi ở trong cái bọc ra hết luôn. Rồi khi không khí đã đẩy hết rồi thì Heo sẽ zip cái miệng bọc lại, cả nhà thấy nè, nó rất là kín luôn. Rồi bây giờ tiếp tục, Heo cũng sẽ sử dụng cho cái trái vải mình đã bóc vỏ trong bọc zip nha. Cũng như thao tác lúc nãy vậy đó, Heo cũng chừa lại một cái lỗ để thoát không khí ra ngoài giống như vậy nè. Phần bên đây thì Heo vuốt kín lại và mình sẽ đè sâu xuống dưới đáy nước cho cái áp suất của nước nó đẩy không khí bên trong bọc ra hết bên ngoài. Rồi và khi mặt nước nó vừa tới cái mí của túi zip á, thì mình sẽ khép lại, khép kín lại, mình không cho nước lọt vào bên trong. Rồi như vậy là Heo cũng đã làm xong cái gói vải mà không có vỏ rồi nè. Vậy là Heo đã chia sẻ 4 cách để mà mình giữ cho vải tươi. Đây là cách mà mình để nguyên vỏ trong bọc zip. Cách này mình có thể để ngăn mát, mình ăn trong 1 tuần đến 2 tuần. Còn đây là cách bóc vỏ cho vào keo ngâm đường. Và bên đây còn vỏ cho vào hộp nhựa. Và đây là bóc vỏ cho vào túi zip. Thì 3 cách này, 4 cách này, 2 cách mình có thể còn vỏ thì mình có thể để ngoài ngăn mát, rồi mình ăn dần trong 1-2 tuần. Còn cách mà bóc vỏ hoặc là mình không bóc vỏ thì mình để vào ngăn đá thì mình sẽ bảo quản được 3-4 tháng. Cách này thì rất là dễ luôn. Heo được một người chị ở ngoài Hà Nội á, chị thường gửi vải vào cho Heo ăn và chỉ cái cách bảo quản. Heo thấy làm á thì rất là hay, và sau khi bảo quản xong á thì vải của mình vẫn còn tươi và giữ nguyên cái độ ngọt nè, độ tươi nữa. Và quan trọng á, mình hút chân không thì vi khuẩn nó không xâm nhập được cho nên không sinh sản. Mình có vải ăn sau những cái mùa nghịch nha, tại vì á, vải này á, chỉ có tầm tháng 6, tháng 7 á, là rộ mùa hà, rồi xong á, những cái tháng sau là hết trơn rồi. Mình muốn ăn cũng không còn nữa. Heo thấy cách này hay cho nên Heo chia sẻ lại với cả nhà. Nếu như mà mọi người có cách nào mới hay hơn á, thì chỉ cho Heo với nha. Và video của Heo đến đây là hết rồi. Heo kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em thật là nhiều sức khỏe. Thích video và thương Heo, xin cho Heo một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Khi đăng ký, cả nhà nhớ nhấn vào chuông để nhận video mới. Heo cảm ơn đã xem và hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo. Chúc cả nhà làm thành công và bảo quản vải tươi ngon để ăn lâu với Heo nha.